Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với Nova Sky. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ gọi là cho các bạn thấy là tôi phá đảo cái mod là siêu có Ascended Mod Elden Ring như thế nào nha anh em. Sau một chuỗi ngày dài luyện công, tu luyện và một chặng đường rất là dài, gần một tháng rồi, cuối cùng tôi cũng đến được bột cuối nhá. Và đây, giờ tôi sẽ vào tôi đánh mặt cuối. Sau đó tôi sẽ phá đảo Elden Ring Mod siêu có cho anh em xem nhá. Các bạn chờ mình chút. Rồi, xong là gòn. Ok nhá, chuẩn bây giờ đến mốt cuối này. Đấy, các em thấy chưa? Tôi chỉ cần dùng Lion Claw là phá đảo luôn. Elden Ring mốt siêu khó. Rồi, xong rồi. Thế là xong mốt rồi anh nhá. Rồi, video tới đây thôi mọi người ạ. mình đùa một chút. Ra thì hôm nay tôi có tranh thủ chơi offline và tôi thử xem một test hoặc vài cái kiểu chơi khác để xem mình có phá đảo được Elden Ring mod siêu khó không ấy. Nhưng mà sau khi mà tôi thử đủ thứ thì tôi đi đến một kết luận là không thể phá đảo nổi Elden Ring mod siêu khó ở phiên bản hiện tại anh em ạ. Tức phiên bản hiện tại họ làm ra, họ là người làm mod làm ra để chúng ta không thể phá đảo đâu nhá. Kể cả tôi chơi vật lý hay tôi chơi pháp thuật hoặc là tôi chơi phết, mọi thứ cực kỳ khó luôn. Xong tôi thử cài một phiên bản khác là một phiên bản độ khó nâng cao hơn, là độ có Edge of Star, tức là độ có cấp cuối trước tôi trên Nightmare mà nhá. Thì nó lòi ra thêm một con boss, đó là con Blasidusak này, con Astel này, xong rồi con Fire Giant nữa, cả ba con cùng xuất hiện một lúc. Và tôi không, gần như không có một chút thời gian nào để né đâu, chứ đừng có nói đến gọi trả đòn đó. Cho nên tôi quyết định là sẽ ngày hôm nay sẽ chấm dứt cái kết thúc cái chuỗi series là Elden Ring mod siêu khó. Chúng ta mình nghĩ là các bạn đã theo series cũng một tháng rồi, đủ lâu rồi để chúng ta là nói là tạm biệt. Thì nó cũng coi như là một, đây cũng là một video tri ân cho các bạn, coi như phá đảo nha, phá đảo ra, phá đảo trong lòng. Đấy, thế thôi. Còn hẹn gặp lại anh em trong cái những video và chuỗi series Elden Ring mod trong khoảng thời gian sắp tới mà mình đã lên kế hoạch trước đó. Sớm rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm anh em. Xin chào, chúc tất cả mọi người là sức khỏe. Đừng quên là bấm đăng ký kênh nhá, nếu các bạn thấy video này, nội dung video này hay nhá. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi series của mình trong suốt thời gian qua.